chúng ta đi phép lại các bạn nhìn thấy chúng ta đã hiện ra có nghĩa là khi trang vừa mở lên thì nó sẽ uh, nó sẽ thực hiện là hiện ra một câu thông báo là jQuery easy -E ok rất là đơn giản đối với jQuery tiếp theo vấn đề của chúng ta là gì vấn đề của chúng ta là tìm các cái đầu tiên là chúng ta sẽ phải uh, lấy cái đối tượng của chúng ta xuống có nghĩa là chúng ta sẽ phải nhận cái đối tượng à, từ trong cái phần này truyền ra ở đây Param truyền ra vậy chúng ta sẽ khai báo như sau rồi chúng ta khai báo va à, menu bằng lúc này các bạn sẽ cũng có thể sử dụng chuyển đổi à, một cái mạng của javascript À, một cái mạng của B thành một đối tượng trong JavaScript bằng một hàm khi chúng ta không nhúng JSON là eva có nghĩa là chuyển đổi lúc này chúng ta sẽ thấy ở trong phần này của chúng ta muốn truyền ra ngoài đó là array para parent vậy chúng ta chỉ cần đưa vào đây giá trị echo array parameter bây giờ chúng ta hãy thử Refresh lại xem có vấn đề gì hay không và lúc này chúng ta hãy view sụp chúng ta sẽ kéo xuống cái phần thì các bạn đã thấy đây là khối lạnh của chúng ta và chúng ta đã có một cái đối tượng nằm ở trong cái object menu bia chúng ta hãy thử in cái phần này ra xem thế nào nó có in ra được giá trị 22 8 và 1 hay không vậy chúng ta muốn in thì chúng ta sử dụng vòng for for chúng ta có thể sử dụng for it in uh, object menu Rồi lúc này chúng ta sẽ bắt đầu à, viết là document write rồi chúng ta là giá trị là br cộng cho lúc này chúng ta sẽ có object menu các bạn chú ý lúc này mạng của chúng ta chúng ta chỉ đưa vào menu it ok bây giờ chúng ta hãy refresh lại để xem nó có in ra các cái giá trị 22 8 và 1 hay không? Vậy chúng ta refresh lại. Các bạn nhìn thấy giá trị 22, 8 và 1 đã được in ra ở đây. Vậy thì lúc này khá đơn giản với chúng ta rồi. Vì chúng ta sẽ thực hiện tiếp. Lúc này chúng ta sẽ coi. Chúng ta sẽ tạm thời